tôi đã cả là bốn khi ông nơi bị khuyên chứ nói cho à tu nâng mấy cậu và chung lôi tam ảm lấy bó bán hay những viên xa mất những viên tụng nẹ tụng đô mấy cậu tu chung lôi này nè khi ông chung lôi chân tài này đó bạn à chân đọc bên trong sắp xa như thức như thạc bỏ quần về viên trọng chứ viên mê ta tụng nê kia viên tụng nẹ tụng đô thì hiểu tụng nê kia nào lấy tụng nê kia càng là giá nên sọc mát kê trời bạc kia tụng mình bảo vệ bỏ sân và miên kia chóc đại vui là ngọc chóc hai bờ kề miên ca nâng mà tọt lên tu ê thì ăn lời sọc mai đi mẹ ai ao như tôi hai mẹ ai đâu cùng trong tay nhé đọc trăm rối khá trăm đồ lạ chắc tu ê thì ăn để ca miên mai nhé nồng cô bỏng nóng dạng ấy đó đang tới sùng rúa đó à tệ thì chốn mình chạm bách phía người màu thì nói muốn đi chặt muốn nhà lưu cho bọn con ta khác đã thọt mà thế là đúng và miên à lấy mình chẳng phải đã thọt mà thế rồi mà cái ta miên chìm và miên tập biến nhé hình chìm tôi cũng đã được chìm như đấy chìm như miên đây tha tốt là vui chứ còn là nhìn về ta bảo lấy này lưu tầng xìm biết nhìn hồi kẹt là lập bấy và lập bấy hắn đang theo lưu chìm về tạm chìm và các bạn này lấy đi vì chúng ta trên chim kia đúng thứ biển Vinh, biển AMK, miền True Money, miền E Money, mấy đấy đúng ta đã bông nói dân sắp sắp tay mà nấp xe mang thai kế bệnh chủ lôi tạm của điện chặt bản sọ mấy đấy đúng ta chân bạch chạy đến chía kia đi chúng ta chân bỏ qua tầng nghĩa kia có phát miền lôi mua thiết thì hãy thạm e-currency e nước electronic currency nên cứ lúc quay mặt và lúc lúc nhà lươi cả rết nhà lươi tên của rết lúc lúc chôn được lại Western Union và cặp trai ẩm thất đặt về tay hết nhà lươi cả mình kế áo này cốt tên nhà lúc nhà lúc ba này cốt tên đọc đối đến ẩm rết đến của rết và vấn đề lươi nít ác toàn tổng nơi thì lúc bọn đã cùng đớn như lúc bọn đã xử lý trên cao thì mấy đấy là lúc Samsung trên khỏi kế hai bên Samsung chủ đoán mà chúng ta muốn nào mua dùng đường chiến được lúc và à xử lý cao và iPhone 7 đã trong tâm Việt Nga có việc lên báo và Việt Nam đã cùng đường chiến và quan tất hai ta ai cả xa ăn rộng liền rất tầm là xa lên họ ai cả xa đấy phim cháy đấy và phim cháy móc cứ ai tạm bằng tất cả là xa đến chất viên lên thầm Việt Nam thái tổng nước chiến giờ đi mô lại và giờ đi cao như thế là tổng nước chiến đã không khác nhé lươi trở lên tổng nước đi miên giờ đi cao như mới liên đã miên chung một tháng cryptocurrency currency cứ chỉ lời chốc crypt với đại kỳ crypt cứ riêng bê đôi thông ai nhé thì lên thẳng đại crypt chất còn đại crypt nơi trong lý sư tổng qua tháng chi câu thì sẽ chỉ lấy câu thì sẽ mà nhà ta cũng biết là nào với ai và lọc bán ai tận bán cái này thì mới chắc là cái gì tuần đó đấy bạn chân ông mà là trong nhà một quan euro một quan đô la khi nhóm nhà đã ở thế nẹp xe à, ai tận thật nhóm nhà mà quan đi một cơm rồi tiếp bệnh đôi chia xa bị xẹt mũi đai bị đá bị quan từ từ xe à so đi à so lúc bộ châu biết mẹ để từ tuổi lúc còn ai do xa nhưng mà viêm máu còn ai tân thả ô xa đi trong miền tây thả thật anh nói cho anh à so mos và hai cái đồng lúa khác ban như này à so mos đại diện đấy lúc à so mos cứ chỉ à so mà giá đấy cùng châu viêm máu nhưng anh an bạn vẫn nó khéo đọc cái nhận đâu nhận xế à lại an bạn thì crypto biết cứ động tiền chân bệnh chú trai trai cũng chạm bị khổng lồ quan thai mẹ đã miên sức tổ thuốc cứ bọc con thẳng mẹ ca bệnh chú tiết sau mình bận lên bọc quan chạy đại diện khai thác bọc quan và điểm thiền sắp ngay bởi diện nhà lưu cho ông ta đặt khác gần tâm từ điểm thiền hả diện nơi thác từ điểm thiền quật bỏng ra sẽ là cảm nhận diện khai thác diện thi tì bệnh lúc lúc chọn nhà tôi là tốt là New Zealand miền đây thay lúc lúc trời trốn tới đặt lối nơi không tình địa kia rưu môn cô lúc lúc nhà tôi thì New Zealand cô lúc lúc trời đặt lối nơi không tình địa kia nơi New Zealand
đó là một phương tên đó nơi tình yêu thiên đài, đấy đấy bạn. Ní, miền đây tha tình yêu thiên dịp thiết ký thí bệnh chỉ nét tay tổ thua bầm ra sẽ bà cám ngày lưỡi bờ quạt tổ thua bầm ra sẽ bà cám ngày lưỡi xua thật quạt bầm ra tổ tế lưu mất có quạt chạy lưỡi lưỡi được lúc bà quan tự thu bồng ra cam được bồng ra sẽ ba cam đốt kinh thế này quan bằng cắt chế đó lời bị liền hai mẹ thế này quan bằng cắt chế cắt bồng lấy thêm xà từ địa phía thứ Western Union thì cắt bắp vậy rồi để cắt nhà lối ấy lấy từ lên nhé ca trai về thứ Prapra từ địa phía bạch đi đại diện hai tháng mobile bank mobile lực lượng lọc lưu thái bóng bái cứ telephone bán cứ tận liên thiên mẹ nói bác hình chân bóng bái bán gọn tay click 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 chân bác cho được nóng chạy ra đây rồi bác mẹ tổ tuổi ác phân lớn thiệt thi tìm bày tề chăm tinh cà phê chăm tinh sử bóng chân hóa gọn tay chất bằng chung lưng là ảo ghế trên một chút sụp bọt gần hoa thì hai etiquette etiquette nếu chứ ác chạc ai chúng ta thì nó sụp bọt không thế cứ khuôn ta xa ấy lên của nếch mỗi thằng nè ai rời làm gần hoa nó mau phân nè nè ai lọc mau bên thì bởi tên lúc nó mau phân nè phân nè đó nè chân chân bật chia tính vì tu đạo sạc của bà nhớ hai dân tập thương ban sụp bọt và chung ở lên vậy chân ngôi nam được chìa ngôi nam nghe sụp chìa nếu bây giờ mình đúc ra phát ra quan ngôn nhiên càng phải trả lời có program mình đúc chơi được mong chua chạm lên nơi nơi xin đi đạt tiền hơn tên nơi xin đạt đoàn đó điện lôi của ma tiên cái đó chắc đấy chứ nè anh chia sẻ thay cái đó nè anh chị bốc nha đó chồn nó cười chạm chân thầy đấy bác rồi là cười chạm nhất bác là nạc bật hồi như vậy cười chạm hai ngọn bát dê ba đêm tất đi tay hay anh em cứ ra xe chú hai trăm ba đôi trăm bảy chú lôi ngày xa ngày tất bà nữa bà ba tê con thác bà con thông mây đã được một chút nước bình chung màu ngàn bà bán bình chung bì cả lại ngàn bà bán bình chung ngày xa bà bán bình chung ngày tất bà bán bình chung bì không bà túc tất bà bán bình chung bì trong kre bà bán áo để cho bà chú lôi này đoán đấy không? Chết bà quà nhé, càng là càng tới bằng ra phát bà giói mà luôn tu chắc bị phục lộ. Nâng mong chúng luôn bà quà tận đi kia. Nông người dạy ca bà chú đấy, bà chân nàng tận bà chân nàng biết, tận đi kia ấp xây miền ca như thừa tì. Chết bà vốn, thư liên lại là ngạc chăng ở với đài khi ông bà bị kế đích hay chăng sập kết mừng, tạm lên thì mừng này. Nhưng mà tiền họ phiên cô tặng lúc không hai đại tư miền hàng lúc phiên tiền thế bác hàng lúc phiên lên miền hai mẹ rô si thọ bốc si chmuôn còn lại miền hai miền là thọ bốc ca bà đò mẹ nếp rú bà thọ bốc tăng xa phiên nặng trời ca biệt thế bác hai tay tử có pro tái pro quan cùng nước mà nhắc miền tu được sắc miền camera miền camera to luôn đấy các bạn nick cứ chia tụng nổ bên đây thay vì trần là tần chứ lúc rú ai cũng mình chạy chất Facebook quan tài câu lúc rú mình có cặp thằng mình chạy thêm đấy đấy chú không ai xa khỏi lương chỉ được ngày mà đấy lúc rú nick cứ chia tụng nổ chơi mới là cái này nhé copy lôi để chơi mới thử lôi để chơi mới thử đọc đi cầm bài lên báo lực rưu thá bằng hai kế kê đai bên tháng pin đồ lại kê tháng mũi đồ lại đấy thôi anh mày dân tháng an đồ lại ảm lên căn nhằm bò dân an đô lá đi phải vô ảm lên căn nhằm chia xa đi mau đi nào mũi đồ lại đấy chân đó không tắt tinh cái tiêu bàn mà nhé bàn mà chán đấy mà chán phải lắc rưu môn tự chọn pin chán quan đại quan chức ban đi làm bài đấy bạn được đúng ăn bàn ăn chán đi tặng là chán ăn chán đi đó là bây giờ la này biết đúng
chứ lúc không biết nói hai đây bàn chân hai đây nó bắn hai đây bắn đường lá hai đây bắn lẹ phai hai đây bắn phá rock amrit quan chứ một tên mà hai vậy quan trúc tròn bị phục lộ chẳng trúc tròn chẳng trút ra phục lộ chẳng trúc tròn sẽ bị cạnh phục lộ quan mà hết chúng ta không mà chất quan từ vay ở rác quan từ vay ở rác quan từ vay ở đây đinh tên luôn dù là quan do ai từ vay do để hiến do là vốn đôi chân này quan trên chỗ này ai đang lấy một lần vốn quan trên chỗ này lôi lôi trên chân to lôi trên nhà vốn chất quan trên bóc bông lôi tràn lan và nếu được đam bay không cô bồng đó bồng rá hoa bồng gió bỏ qua cá để bỏ cùng lưới cho ra rồi ơi làm bài lưới để làm nhẹ cho toàn nhẹ lưới ní ai đái lưới cả đạn mình đài làm phải thì mình đài lên lưới cả đạn na làm phải thì rồi lưới cả đạn tài tài bỏ cùng hai bỏ cùng tiền mình tha lưới cả đạn thì lưới hôm nay đến có đi muôn máu đi cực tiêu bàn chờ tài và anh ấy bán đó mà một tí mà bán cái tiêu mà chán mày biết luôn cả món là bay qua hết đấy cái tiêu mà chán này ta xa anh ấy thì anh là ăn tết thòng nà ăn tết thòng nà như thế khác tùng nên làm lấy người chồng thảo ai chịu xét cứ hẹn nghĩa là con một rú tay là u thắng tập xa mày có quay mẹ lời tính cái phòng bán xong rồi đấy sạch thú sạch cô lớn quay về đấy đó quan tay tay của ông ta có rô ta lưới lẹt lại bán của mình thì làm khai mà lôi lẹt lại như khai phỏ đi mùi à khai tờ đớ lôi bọc hùng cho nàng đi bi à khai tờ đớ bình bạc sẽ được kẹt đi bay à khai tờ đớ cái hai tháng hai đi thuê cổ phòng chia để nhận đúng chân hai ai đi phong đốt kê bọc ca lôi mùi đại môn kê bỏ lôi electronic lưới electronic để các bạn lấy thằng A nữa để chúng ta cryptocurrency đấy mua của bao lưới nước ba cái bọc phát chứ mua thằng bitcoin coin đấy nhưng để nó thằng chắc tăng tất mình men chỉ chắc thì chia cổ lực lưu vô lưới được nhà tàng ví lực lưu ban lấy mà ban lấy đấy bạn lấy cổ ban lấy cổ về đấy bạn ta bắt lực lưu được tên lưới vinh vinh cái điều lưới này tại vì ác ban kết đi thành được nhà lực lưu do lưới tôi do lưới viên sẽ ban lưới viên nó cứ chỉ câu từ này để thế nào ban là câu nó ấy đặt bay bằng chun ta ao bao câu đâu ai khai xe lúc quạt cho à lưới nó cho tổ lúa ở kia mình đoán thế nào như tình lưới viên bỏ công ra thế trong nhà ta em thế từ tình lưới e em thế chỉ câu nếu có đôi khi như thế, cryptocurrency chỉ cầu này, chỉ cầu này, như là ai chăng nền đầy đấy, còn thế, như mình chăng ai cắt hay chung mình chung là kia đấy, nhưng chất cả rồi, nhưng chất đi chung là sao chứ, mình chung ta có quát internet, ao là đăng thành chung một có, chung một thế, đây là vùng phim đó, nhưng chất đi phim mắt, mỗi cái tí, block cho nó đó, kẹt vào đây là bắt được thể chân đó. Hãy chân lục thêm cho tôi nè. Lục thêm cho à lôi nâng tôi đô cho đô la của bạn, đô cho euro của bạn, đô cho lùi bạc của bạn, đô cho lùi yên của bạn đây. Chắc trong trang miền này thật, chỉ lùi cốt bị khúc lùi, chỉ lùi ruột. Tại vì căng tới một tên nào, tại vì ai chạy thì bán và áp trang bách cho lùi như tự tô, cho lùi kỳ tiền. Đó là lúc lúc. Chắc lùi để ta luôn kia đi, chứ mua thẳng bít khoản. Bitcoin đi không biết để làm mùi ăn bơ đê cả chân nắp đi toàn bằng buồn không biết để làm mùi rổ vi rổ vô đê tổng lấy là bao Bitcoin cả lúc mà được buồn rồi riêng xong thì bắt mà được buồn rồi riêng không mong mới Bitcoin học nên thế bây chân ăn trai đó mùi Bitcoin là mùi toàn chiến mười quán mười rồi đắt đô la việc tôi đi lôi cả đạt
ลุยกันได้ตุ๊กไปชนะกว่าว่าแต่ได้เรื่องมันตัดแหลกไหลแล้วรู้ติ้งลุยตัวลามจบจุดน้อยคนตักให้มาใจอ่ะแล้วมันได้บ้านจะเล่นเรื่องมันค้างบ้านลุยนี่ติ้งตักโซนเดียตักลวกไปมวยฟอนดอลลาร์ชิมออกอย่างนั้นสตักตึ้งเดียวขมิ้นไอ้กลัวเชื้อรอบหลายเชื่อมเงินพวกครั้งแต่ก็สร้างให้มันไล่แบบใช่ไหมลูกเอาอย่างเดียวเนาะว่าโจนเนี่ยเป็นปีกว่าตัวบุญมันเสียแล้วนะติงโดยตุ๊กลูกครูปกครองเชื่อมันใช่กับมีลูกบุญจีปัตตาสักไงนี่มันดูเอาติงโดยมีสมบัติลอยสตรีบนมาแล้วมูลค่าแต่ลอยนี่ลายไหลลอยนี้อักเจ็บปักปุ่มโดนลอยกระดาษเด็กมีได้ทางปักปุ่มแต่มาต้องแต่มาเพย์บุญเลี้ยนเนี่ยลอยนี้มีจุดนู้นแต่มาเพย์บุญเลี้ยนแต่เริ่มผิดปกติแล้วเพื่อนมันดูปลาส่วนเริ่มปลาส่วนตั้งยุ่ยตัดดาวมีปลาด้วยลอยนี้การแต่ลายไหลแต่บุ๋มเล็กโกตัวเด็กเจ็บเอาไม่กระดองมันท้าเราป้องลูกยังไงเอาจากมนุษย์พร้อมตัวตัวสควอลเอาจากมนุษย์พร้อมเอาจากไหลคือเราป้องลูกใครตอนนี้ลูกปีตามสลับแต่มนุษย์ยังกระจายมาโดยเฉพาะสลับแต่เนี่ยมันไหลเอาไว้แต่มนุษย์สร้างมาท่านั่นแหละปราบปรามบานยิสรุลนิยมเราป้องนั้นเป็นต่ำไหลไอโฟนมาเครื่องลิ้นจะมาควานดลาก็โปรดได้ตุ่มเนอก็โปรดได้งีสรุปราก็โปรดได้สรีจองคราวอย่างนั้นอันนั้นมนุษย์ที่เนี่ยเอาแต่ไปปนได้ไอโฟนเนี่ยยอดเอาสตาร์บัคเนี่ยแต่ไปได้ไหมยอดเอามนุษย์นักน้องใครแต่คนนักน้องใครปราบก็เอาแต่ไปได้ก็ทำแต่ยอดเลยหรอไงเนี่ยป่ะจังบำไหลการล้างภาษามนุษย์ตรกาหนึ่งกะกุดกุ้งปรสันปะมนุษย์ตรกาดิฉันหายกะกุดกุ้งอักกุดกร้อนบำไหลนี่จะไปได้ไหมแล้วแล้วครูเมียนจามีสไตล์คิวมาตั้งโง่ประมาณกับประมาณฉันนำรถครูเอออัดโฮไปได้ปะอัดโฮสไลด์เชียวไปได้ปะอัดโฮอัดโฮยืนทางง้อขนาดนั้นไอ้อัดรถไอ้ยี่ห้อนั้นฉันตัดโฮมาปีเมื่อปีเมื่อตัดโฮได้ยังพูดพังเลยป่ะก็รู้แต่อัดเงียบแต่อัดเงียบต้องไล่เงียบไล่ไหมตอนนี้ดูยิ่งเลยนี่เดือนแรกเราโฮต้องมาควานเชียนให้เลยนี่มีชุดชิดนักแรงเนี่ยได้จิกเมย์เด็กก็เช่นดิสักก็เดินติงก็เจอของติงของเพิร์ดละเดินติงเลยเดินติงตุกเจ้าทางพิชนาที่ความประบุนที่ความประบุนนะดอกดอกไหนที่ความประบุนโซนที่ต่ำบ่ายจนตาฟดที่วันไหนพิชนาขอมาก็เล็กตาเสือก็คลิกอ่ะพาสเวิร์ดล็อกโจนั่นล่ะพอดล่ะพอดตรงนั้นก็พาสเวิร์ดเคยลุกใจมาไว้ประมาณ 80,000 ชิ้นมาเพย์ผมเปิดละทางเชนกับโซนเปียดักตอนเราเปิดละก็มาป้อนปีหอยก็ลุกใจมาไว้ย่อลุยมาไว้ประมาณ 80,000 ชิ้นมันแค่ลุกแต่ก็มาบัวอักเชื้อสไตล์ดูสไตล์ไอ้ตับชื่อไหนเดี๋ยวนะฉันเรื่องราวนี้คือเรื่องปิดจุดชิดนอกแบบนี้ที่เจ๊ทำบางไฮวิดีโอนะฉันเลยที่ชายอยู่เพียงแบบแบบนี้ฉันบางไฮชุนการจ่ายเงินเลยนี้มาตอบสมัยเรื่องไหนแบบแต่เรื่องบางคนเยอะมากบางท่านอาจจะเป็นบางไฮก็มาเรียนมาThank you.
$150
តអីព្រោះមនុស្សនៅលើពិភពលោក2000ទៀតណាអញ្ចឹងអាហ៊ុនហ្នឹងវាត្រូវឡើងហើយតម្លៃហ្នឹងឡើងតែចិត្តតែជឿទេលោកគ្រូអ្វីដែលខ្ញុំតាមដានសំខាន់គឺបុគ្គលតាមដានណាស្គាល់គឺមានគាត់មានលុយ90,000 100,000ដុល្លារគាត់ជាមហាសិទ្ធិចាក់ software Microsoft តែបំពាក់តាមកុំព្យូទ័រដែលលើលោកនេះទិញ software គាត់បាទចង់ Word Excel ទិញ software គាត់ចង់OS ម៉ាន90,000 80,000គឺគាត់ម្ល៉េះជាអ្នកដែលរកឃើញគូតាមកុំព្យូទ័រមុនគេគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាលុយអេឡិចត្រូនិកនឹងជួយឲ្យពិភពលោកមានដំណើរការវិវត្តវិជ្ជមានវិជ្ជមានវិជ្ជមានល្អឬក៏ខ្លាំងវិជ្ជមាននឹងអវិជ្ជមានខុសគ្នាយ៉ាងណាបាទត្រឹមត្រូវព្រោះតែពិភពលោកវិជ្ជមានមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចមិនដួលរលំសេដ្ឋកិច្ចមិនថមថយសេដ្ឋកិច្ចមិនមានការវិវត្តថយក្រោយបាទលោកឆ្នាំ2008យើងមានអីគេបាទសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានវិជ្ជមានបីសត្វឡើងឡើងឡើងចិត្តគ្រឹះទៀងមានអ្នកទឹកណែដោយសារពេញដីផ្សេងលុយធនាគារបីកាំងគ្រឹះការធនាគាររាល់ខែតែទេបាទក៏ព្រោះតែមានរឿងមួយដែលខ្ញុំចាំចែកឆាយថ្ងៃនេះរឿងរ៉ាវនោះដែលខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំជំនាញតែកុមារកុមារពលជាតិពលចាស់នេះខ្ញុំដឹងដល់ពេលសេដ្ឋកិច្ចខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងច្បាស់នៅពេលដែលខ្ញុំបានរៀនពីក្រុមហ៊ុន One Academy នេះកាលនោះដែលនីតិតែមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Mohan Brother Bank ដែលមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំដែលមានលុយ trillion ដុល្លារអស់លុយរីអស់លុយពីនេះទៅព្រមឆ្លាតតែអស់លុយចោលលុយមួយមិនមែនចោលលុយទេទៅនេះគេលុបអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនអាមេរិកខ្ចីលុយដើម្បីប្រទេសតៃដូចលោកគ្រូតែបងប្អូនមួយចំនួនខ្ចីលុយពីប្រទេសតៃដែរអានេះខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍ទៅនេះគេនោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យគេខ្ចីលុយខ្ចីលុយជាលើកកម្រិតអះគេថា loss បាត់ឡើងធម្មតាទេកណ្ដាលឲ្យគេខ្ចីច្រើនចាប់បានការគេដល់ប្រជាជនអាមេរិកគាត់ឃើញដីឡើងថ្លៃគាត់ទៅចៃនេះគេមកទិញដើម្បីគោលបំណងចំណេញដល់ខ្ចីច្រើនអះទិញទិញគ្រប់គ្នាមានតែអ្នកទិញអត់មានអ្នកលក់អត់មានអ្នកលក់អត់មានអ្នកទិញដល់ដំណាក់កាលមួយគេចេះបានដល់កម្រិតទៀតទៅបាទពេលណាយើងទិញពេលណាយើងលក់ហើយពេលណាយើងពឹងគំគួតក៏យើងទិញដល់សង្ឃឹមមានទៀតពីរហ្នឹងថ្ងៃនេះអាហ្នឹងចាប់ទិញរបស់ខ្ញុំក្លបកាប់ដើមអស់ទៅចោលគីឡូហេងក្នុងការទិញហេងរំពឹងមានន័យថាសំភារដើម្បីបានលុយឃើញទេប្លក់មករំពឹងចិត្តនិយាយបើរឿងជាអស់លុយអាអ្នកទិញដីនោះលក់ដីចេញកាក់អាចនិយាយមកដល់បងយូអត់លុយធ្វើមិនច្បាស់យកខ្លាំងយកទៅឲ្យទៅនិយាយវិញអ្នកលោកនេះអញ្ចឹងនិយាយដល់ស៊ីបងណាលុយមានភាពតើនោះគឺមួយយ៉ាងមិនមែនបចប់ត្រឹមនឹងទេលោកគ្រូតនីជាទីដាក់លុយទៅបងមួយខ្ញុំបងក៏យ៉ាងណាអ្នកអត់នេះពីគេដឹងមកពីចំពោះអរិយតំណាថយក្រោយនៃសេដ្ឋកិច្ចក៏ព្រោះតែការមិនទុកចិត្តព្រោះពេលដែលយកលុយទៅដាក់នៅធនាគារសង្ឃឹមថាធនាគារនៃសាយទីអស់លុយហើយបើធនាគារខអត់ដែរធនាគារអត់ដែរប្រទេសមួយនេះអត់ដែរស្វីតមួយនេះអត់ស្វីតមួយនោះមនុស្សដើរដកលុយដកលុយដកលុយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទេបាទនឹងឯងដែលបញ្ជូនលុយឆ្លងឯងតាមចាយឯកបកពលទលាធានជាអ្នកដែលមានទួលនីតិសម្រាប់បម្រើសេវាកម្មបើបម្រើសេវាកម្មសេវាកម្មអីសេវាកម្មលុយ
ព្រះរាជាខាងនេះទិញខំពុតខ្លៃហើយបញ្ជូនតំណែងចុះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខាងមួយនោះបាត់តំណែងចូលដល់ខាងនោះទៅនៅលោកអត់ដល់អត់ឯលោកពួកអញមកស្រួលណាស់មកលើកងវត្តទៀតអ្នកលោកនឹងកងវត្តដែរលោកតាច់ហ៎ Guy ក៏ដែរមានការងារធ្វើឃើញទេអានោះវាវិបត្តិបាត់សិទ្ធិអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រាជ្ញាថាពេលដែលមនុស្សមានលុយហើយមនុស្សຕົកលុយនៅទាធាទៀតខ្លួនខ្ញុំຕົកទាធាខ្ញុំលោកគ្រូຕົកទាធាលោកគ្រូខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំក៏តែលើអាយខ្ញុំលោកគ្រូចាំបែបនេះអានសិទ្ធិគ្រូវាប្រាប់ថាសិទ្ធិអត់មានបំរាមបំរាមអ្វីដែលបំរាមមនុស្សវាជារឿងមួយដែលល្អមែនទេមានលុយមានខ្វាយនេះជាឧទាហរណ៍ដូចជា CPN តែគេនិយាយអំពីលុយនេះបាទនេះគេអំពីលុយនៅពីខ្វាយ Bitcoin តាមនេះអត់Bitcoin, it's all the rage, but what the hell is it? And why should you care? In a nutshell, it's an electronic currency. Imagine buying and selling without any middlemen or banks. And you can pay for that. Every transaction is recorded in a public log online, but names of buyers and sellers are never revealed. Bitcoins are stored in a digital wallet in the cloud or on your computer. You can buy furniture, flights, even cars, restaurants, and stuff around the world. There's now even a Bitcoin ATM and 100... Is it the currency of... But your heads around the concept, including former Fed chief... You have to really stretch your imagination to inquire the intrinsic value of Bitcoins. Maybe somebody else can. So you say if people use Bitcoin, it could help no down way. The dollar. No, you think no, that's no, a possibility? No, John, I mean, John, look. Stop. ចាំថតបាត់ឥឡូវណាចាំសែនទីឡើងមកលើឡើងមកលើប៉ុតបានលុបគ្នាឥឡូវអញ្ចឹងលុយនេះជាលុយដែលបន្លំផុតទៅជាឧទាហរណ៍ជំរាបជូនលោកគ្រូថាមានគេគេបង្កើតមុនហើយមានសុខໄຂអញ្ចឹងដែរតោះនេះលោកបាទឥឡូវនេះយើងទៅសອບឱកាសមួយទៀតឱកាសនេះដែលខ្ញុំតាំងនិយាយប្រាប់លោកគ្រូថា one line នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបានពង្រៀនហើយអោលុយយើងមកវិញតើអ្នកគ្រូណាមហាវិទ្យាល័យបង្រៀនដែរតែយកលុយយកលុយឲ្យអោឯងគ្រូអោសញ្ញាបត្រអោសញ្ញាបត្រឲ្យបានអោទៅសុំការងារគេធ្វើមែនទេគ្រូវ៉ាន់ឡាយគឺជាក្រុមហ៊ុនបង្រៀនមនុស្សមិនអោទៅធ្វើការគេទេប៉ុន្តែបង្រៀនមនុស្សអោចេះប្រើលុយអត់ធ្វើការមកគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅបានប្រវៀងធ្វើការដើម្បីលុយហើយឲ្យលុយធ្វើការឲ្យណាមួយស្រួលជាងណាទៅគ្រូដែរលើទេបាទថាតិចតិចខ្ញុំនឹងចែកចាយអំពីប្រភពចំណូលទៅលើផែនដីហ្នឹងទាំង5ទាំង6ឈិតហ្នឹងគេរកលុយតាមប្រមាណរបៀបបាទអញ្ចឹងអនឡាញនេះតែជាក្រុមហ៊ុនមួយកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី27ខែ9ឆ្នាំ2014មានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅឯប៊ុលការីដែលនាយកក្រុមហ៊ុនស្រីទីទៀតខ្ញុំបង្ហាញជូនពួកគាត់ហើយតែជាក្រុមហ៊ុនមួយបើកបង្រៀនមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានសមាជិកជិត3000នាក់បាទ60000ជាងហើយហើយនៅមកពី4ប្រទេសហើយឯងបាក់ឆ្នាំតាមតែយ៉ាងពីទីឆ្នាំសោះដែរអាប៊ីតខ្វាញ់មកអាប៊ីតខ្វាញ់នោះគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ដល់មកពេលអញ្ចឹងប៊ីតខ្វាញ់ឡើងរាប់ពាន់ឡើងមនុស្សស្ដាប់អញ្ចឹងហើយដល់ពេលមុនខ្វាញ់គេសំខាន់មួយនេះគេធូរប៉ុន្តែមួយថ្ងៃរាប់ពាន់អ្នកតម្រង់ធូរវៀតណាមនេះនៅក្បែរយើងសោះ70000អ្នកមួយទៅខោតែទិញលុយនេះបាទរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគេប្រកាសឲ្យប្រជាជនគេទិញលុយនេះ
ទីបញ្ចប់សិក្សារបស់បានលុយនេះថៃម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីហ្វីលីពីនគឺសរសាក់សេបំដាក់ទី2នេះការពិប្រាក់ខែមុនចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនគាត់ប្រាក់យើងចំនួនគាត់មាន6000លានដុល្លារ6000លានដុល្លារខុសពី6000លានរៀលដែលគេព្រោះតិចឬមួយច្រើនពីរបររស់គេលក់តម្លៃរៀលទូទាំងពិភពលោកគេមានចំនួន6000លានបីខ្វៃអាយុកាលបង6000លានបីខ្វៃមិនបាញ់ទេណាតិចទៀតមួយអញ្ចឹងយើងនឹងសួរបាទក្រុមហ៊ុននេះកាត់ប្រាក់ឆាយនេះ business គឺផលអេឡិចត្រូនក្រុមដែលលក់ដាច់ជាងគេនៅលើពិភពលោកមានន័យថាក្រុមដែលអស់ទៅលក់ដាច់ជាងគេក្នុងនោះមាន one fund មួយដែរហើយខ្ញុំស្គាល់ក្រុមហ៊ុននេះតាមរយៈមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំជនជាតិថៃជនជាតិថៃនេះខ្ញុំស្គាល់ភរិយារបស់គាត់ទេហើយគាត់ជាមិត្តភក្តិរបស់លោកនេះបាទលោកជូហានជូហានេះជាជនជាតិហ្វីនឡែនតែគាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានចំនួន1ខែ4.84 លានអរលីគឺជូហានេះគឺឈ្មោះគាត់លំដាប់លេខ1អ្នកនេះ4លានគាត់ទេប៉ុន្តែឥឡូវអាប់ដេត4.84ណា1ខែចំនួនគាត់តា5លានហើយជូហាន75លានដុល្លារប៉ុន្តែចាញ់ជាបាក់នេះគឺ7000លានចំនួនគាត់នេះជាមេជានាយកក្រុមហ៊ុនជា founder ជា CEOជាអ្នកប្រាជ្ញដែលបង្កើតលុយនេះដូចគ្នារបៀបដែរការលុយនេះឡើងគាត់បណ្ឌិតរៀននៅឯប្រទេសអង់គ្លេសគាត់មានឈ្មោះល្បីនៅអឺរ៉ុបគាត់ជំនាញខាងធនាគារគាត់ជំនាញខាងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានលុយ250លានអឺរ៉ូហើយគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសអឺរ៉ុបគាត់ជាមនុស្សដែលល្បីជាស្ត្រីឆ្នើមដែលខាងវិស្វកម្មជនជាតិបុលការីអាយុគាត់38ឯងគាត់មានកូនតែពីខែនេះមានកូន1កូនស្រីគាត់មានទស្សនៈវិស័យ3ទី1គាត់បង្កើតលុយនេះដើម្បីកុំឲ្យមានចោលយើងនិយាយឈ្មោះស្ដាប់ចោលគាត់អាចបានបាទខ្ញុំដាក់ក្នុងនេះចាំមកផ្លាស់លើទូរស័ព្ទទៅតែបើលុយកណ្ដាស់មែនទេបាទអត់មានចោលលុយព្រោះលុយអានេះព្រោះញ៉ាក់ខ្ញុំទិញអាថ្មីមកចាត់ password របស់ខ្ញុំចាយទៀតទីទីមនុស្សនៅលើផែនដីដែលគាត់កិច្ចណាស់ថាគាត់មានចំណេះវិធីអីគាត់តោះកូនគាត់ញ៉ាលុយពីធនាគារពីប្រែបានគាត់រត់ទៅកើតកុំមួយខោមួយមែនទេបាទហើយបើសិនជាយើងវិញទៅនៅប្រទេសគេឧទាហរណ៍ទៅធ្វើការនៅប្រទេសប្រែចង់បង្កើតកិច្ចនៃធនាគារនៅទីនោះស្រួលអត់គេត្រូវទាមទារឯកសារគេត្រូវរកអ្នកជំនាញដើម្បីកិច្ចនៃធនាគារមែនទេបាទហើយមានខោមួយហ្នឹងដល់តែរួចតែមើលឃើញចឹង2000លានអ្នកអត់មានបែងចែកខោប៉ុន្តែមានទូរស័ព្ទប្រើអញ្ចឹងគាត់ឲ្យអ្នកនោះប្រើទូរស័ព្ទផងជាបែងផងឃើញទេតែវិញតែគេមើលឃើញសំខាន់មួយទៀតអ្នកជំនួញធំធំអមរគាត់ចាប់ផ្ញើលុយនៅប្រទេសចិនគាត់ទៅបើកក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសចិនគាត់បញ្ជូនលុយរាប់រយហៀនចុះឡើងគាត់ពឹងលើប្រព័ន្ធទី3ភាគីទី3មែនទេលោកបើពឹងលើអាទី3ណាទី3 C កុំចុះអត់ C កុំចុះបាទអញ្ចឹងបើគាត់មានអានឹងបញ្ជូនប្រមាណ100លានមានណា C កុំចុះគាត់អត់គាត់ចំណេញអត់គាត់ចំណេញអ្វីដែលគាត់ចំណេញគឺគាត់និយមប្រើគឺគាត់មានលុយរាប់រយហៀនខ្ញុំមកទីហើយដល់ប្រកបញ៉ាលុយតែ $500ដែលតាមពីងទៅមកទៅមកទៅមក
កុំកុំអត់ចាក់ទឹកណាចាក់ទឹកចេញពីលុយហ្នឹងណាមិនដឹងបានអោះនេះណាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលរួចចាក់គាត់ឆ្លាតគាត់ឲ្យទីញ៉ាតាមប្រព័ន្ធរបស់គាត់តែគាត់បិទទីបំផុតញ៉ាបតងបិទតែសូនក្បៀតសូន 10% ចុះញ៉ា 2,000 យានណាតាមនេះមិនដឹងបានចំណេញតិចបណ្ដាចំណេញពីមនុស្សច្រើនសនីគាគាត់ចំណេញ 10% តែគាត់ចំណេញតែពីទីមួយនេះតែដុកទ័រវិចារចំណេញ 0.00 ដាក់វារយតែចំណេញមកពិភពលោកមិនដឹងបាទមួយម៉ាស់ជាជាបាទអានេះវាសាច់ចិត្តពីណាសិលចំណេញពីអមួយរៀលពីមនុស្ស100នាក់ម្នាក់ចំណេញមួយរៀលម្នាក់ចំណេញមួយរៀលប្រសើរជាងចំណេញ100ពីមនុស្សម្នាក់បើម្នាក់នឹងឈប់ទិញចោលតែបើមួយរៀលមួយរៀលមួយរៀលពីមនុស្សម្នាក់នេះអា80នាក់នឹងអត់ទិញតែនៅ20នាក់ទិញណាដែរណាអញ្ចឹងសួរគាត់ឆ្លាតមួយក៏ល្ងងបាទឆ្លាតគាត់បង្កើតសេវាកម្មថ្មីមួយនេះដើម្បីឲ្យមនុស្សប្រាប្រាអស់លុយតិចប្រារហ័សទាន់ចិត្តប្រាពេលណាក៏បានអញ្ចឹងល្អទេលោកបើសិនជាគ្រប់គ្នាមើលឃើញថាល្អមនុស្សនឹងចូលចិត្តប្រើវាហើយមែនទេលោកមនុស្សធម្មជាតិនៃមនុស្សចូលចិត្តល្អចូលចិត្តភੂថ្លៃមិននិយាយខោទេណាចូលចិត្តភੂថ្លៃចូលចិត្តលឿនអញ្ចឹងអ្នកឯងនឹងប្រងប្រើលុយនេះឯងទៅអេស៊ីតាទៅចាប់លេខទៅគួរចាំទៅអស់សេវាកម្មទៅប៉ុណ្ណឹងណាតោះនេះលោកបើសិនជាឯងឆ្លាក់យើអញគួរនឹងចាំមើលវីដេអូហើយចិត្តបងផ្ញើបានមិនដែរស្រួលទេបាទថ្ងៃនេះតោះនេះលោកនេះគឺជាសេវាកម្មសុខភាពអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពីដើមទីមកចាប់បង្ហាញថារូបវិបានិកការឡើងដើម្បីបម្រើសេវាកម្មតានេះលោកអញ្ចឹងហើយវត្តខ្វាយយើងនេះជាប្រភេទ cryptocurrency សេរីក្រៅបាទសេរីក្រៅបាទខ្ញុំបានជំរាបចឹងអញ្ចឹង2018លោកចាំណាពីឡាក់ទៀតតាមបានកាប់ដើមមែនទេបាទអញ្ចឹង2018ក្រុមហ៊ុននឹងចាត់ដើមប្រើប្រាស់ហើយសេវាកម្មប៉ុស្តិ៍សេវាឲ្យមួយលានហាងទូទាំងពិភពលោកបាទឲ្យបានមួយលានហាងអញ្ចឹងបង្កើតឲ្យបានមួយលានហាងវាអត់ទាន់ប្រើបានទេជំរាបប្រើបានទេហើយលើនេះមានចំនួនកំណត់ដែរ120,000ទៀតអស់ប៉ុណ្ណឹងអត់មានបោះពុំទៀតទេអ្នកណាទិញទាន់អ្នកណាទិញមិនទាន់ច្បាស់ជាឡានខ្លាំងអញ្ចឹងវាមានតែ120,000លានហើយ120,000លាននេះសម្រាប់បម្រើ6ទ្វីបណាបានមានអូសេអានីមួយទៀតដែលគេហៅថាទ្វីបអូស្ត្រាលីនឹងអញ្ចឹងលុយនេះកាត់ឡើងមិនមែនតែបម្រើកម្មវាជាទីកាត់តលុយនឹងទៅតាមលេខដូរចំណាបានទៅថៃដូរជាមួយបានសំទុះមកចាំនិយាយរឿងអវិជ្ជាមានអស់មកស្រុកយើងមានបញ្ហាកាន់តែទូរស័ព្ទចូលដេញថៃដូរជាមួយបានបាទបើលោកគ្រូមានលុយកណ្ដាលតាក់ទៅមានទៀតពេលដែលមានការឯកាត់ឡើងទៅដកលុយបាននេះគ្រូអត់បានទេគាត់និយាយគឺពីបកចោលទេនេះមិនមែននិយាយអត់ភ័យណាប៉ុន្តែបើមានលុយពួកដកទៅ2017ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលុយនេះមានប្រព័ន្ធពិសេសមួយគេហៅថា KYC ទំនើបជាង Bitcoin Bitcoin ដែលតម្លៃ700ដុល្លារមិននេះទេហេតុអីខ្ញុំបញ្ជូនទៅលោកគ្រូអាក់ស្គាល់មុខគ្នា
ខ្ញុំយកទៅទិញគ្រឿងញៀនក៏មិនដឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំដែរដល់ឡែកវត្តខ្វាច់តាមឡើងមកតោះតែស្គាល់មុខស្គាល់អាស័យដ្ឋានស្គាល់ប្រព័ន្ធស្គាល់ផ្ទះបាត់បាត់បើអត់ស្គាល់អត់ឲ្យទៅជួបចិត្តឬមិនដើម្បីស្គាល់គេមានឲ្យយើងថតឯកសារយើងជាប៉ាសពតឬមួយក៏អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយនឹងអាស័យដ្ឋានរបស់ធនាគារណាមួយដែលត្រូវគ្នាជាមួយនឹងអាស័យដ្ឋានរបស់ប៉ាសពតយើងនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់គេបាទពេលនោះខ្ញុំចាំបញ្ជូនទៅអ្នកណាខ្ញុំបញ្ជូនបាទតែបើសិនអត់បានមកវិញបានបាត់នោះទេបញ្ជូនអត់បានគ្រប់គ្នានៅលើពិភពលោក3លានអ្នករហូតដល់10លានអ្នកក្នុងមុខនេះគាត់ត្រូវតែមានឯកសារមានខ្លួនដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធស្គាល់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនឹងមានជំនួយទៅវិញឲ្យបានខ្ញុំបញ្ជូនបាត់កុំព្យូទ័រវាមើលមកខ្ញុំបញ្ជូនទៅឲ្យលោកកពីព្រៀបធៀបមើលថាលោកកមានអត់ខ្ញុំមានអត់បានមានឲ្យទៅតែមិនជួយមើលថ្ងៃណាប្រើពេលតែ1នាទីទេ1នាទីលុយនោះឆ្លងបែបមិនថានៅប្រមាណ10000គីឡូទេគឺនឹងចូលទៅដល់ចិត្តនៃរបស់អ្នកទទួលហើយបាទអ្នកលោកទឹកកាហ្វេចិត្ត1នាទីយកកាហ្វេបានទៅជួបលុយឲ្យគេចិត្តប្រព័ន្ធនេះទំនើបជាងទីចិត្តបាក់ពីខ្វាញ់អបសិលទំនើបផង700ចាស់យើងវិញអានេះគ្រូគិតខ្លួនឯងគិតខ្លួនឯងបើដល់ចំណុចនេះមានអីកន្លែងណាដែលខ្ញុំនិយាយទៅអត់តោះអបសិលទេពីមុនក៏លោកគ្រូមានកន្លែងណាដែលអត់តោះច្បាស់អាចនឹងសួរខ្ញុំបានណាពួកខ្ញុំគិតពីអត់ជុលដល់តែលោកគ្រូជុលទៅលោកគ្រូអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តថាយ៉ាងនេះចឹងមិនមានសំណួរទេបាទអត់ទៅអត់ទៅដល់ផងអូខេទៀតអត់អីទៀតណាបងណាទីទៀតខ្ញុំនឹងចែកចាយជូនទៅគ្រូមានអីដែលដែលអាចនឹងសួរអត់ជើងសួរណាបាទខ្ញុំចាប់សួរខ្ញុំអត់គាត់យល់ថាខ្ញុំថាតើអាចប្រាក់ដែលយើងចូលទៅចូលតាមរបៀបមិនទេបាទបាទខ្ញុំប្រមាណបាទថាទីទៀតខ្ញុំនឹងទៅដល់អញ្ចឹងមានសំណួរអីទៀតបាទបាទតែអូខេទៀតខ្ញុំសូមបន្តជាធ្វើម៉េចដើម្បីបានព័ត៌មាន Bitcoin 1 Bitcoin 0.10 ដុល្លារឥឡូវ700កន្លងផុតទៅហើយចាំទិញ Bitcoin ទៅថ្លៃដីនៅទីក្រុងភ្នំពេញមួយការ៉េដល់10រៀលឥឡូវឡើងដល់4000ដុល្លារចិត្តយើងចង់ប្រដៅទៅពេញយ៉ាងណាទេបាទតែយើងមកកំការដល់ថ្លៃក្រុមហ៊ុនមិនបានលក់លុយនឹងផ្ដាល់ទេក្រុមហ៊ុនលក់មេរៀនក្រុមហ៊ុនលក់មេរៀនណាដូចគ្នានឹងឲ្យយើងទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យដែរតោះណាក្រុមហ៊ុនលក់មេរៀនមេរៀនតកតងជាមួយនឹង finance តកតងជាមួយការវិភាគទៅលើសារគុណទៅលើពិភពលោកតកតងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចមិនបានឡើងមិនបានចុះយើងរៀនទៅយើងដឹងតកតងជាមួយការវិភាគផ្នែកប្រព័ន្ធ economic centric ណាលោកគ្រូរៀនលោកគ្រូបានសញ្ញាបត្រខ្ញុំរៀនខ្ញុំបានសញ្ញាបត្រចុះបច្ចាក់ប៉ុណ្ណឹងមិនរៀនទៅបីដែរក៏អត់អីដែរគ្រាន់តែពេញហេតុដើម្បីយកលុយហ្នឹងព្រោះយើងរៀនយើងត្រូវបង់លុយដូចខ្ញុំខ្ញុំរៀន introduction នេះដល់ពេលរចនាចុះអត់លេខាខ្ញុំខ្ញុំប្រឡងជាប់តែចេញ certificate ទៅមកប្រឡងអត់ជាប់អត់ឲ្យធ្លាក់អត់ធ្លាក់ certificate ទៅមកទេអានេះទីដូចតាម level 1ខ្ញុំបានសញ្ញាបត្រមួយហ្នឹងលោកបាទ2បាទអ្នកសញ្ញាបត្រនេះយើងពីអីខ្លះបាទអ្នកនេះគឺគាត់បង្រៀនទៅអស់ហើយបង្រៀនឲ្យយើងយល់ថាតើ cryptocurrency នឹងជាស្អីជាលុយស្រោមបាក់ឬមួយក៏ខុសច្បាប់បាទហ
ហើយបញ្ចោលវាយ៉ាងម៉េចយើងរៀនវារៀនចឹងបាទរៀនឲ្យយល់អំពីប្រព័ន្ធអស់ទាំងនោះរៀនឲ្យដឹងថាតើវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់លុយឲ្យធ្វើការនេះវាស្រួលជាងធ្វើការដើម្បីលុយយ៉ាងម៉េចបាទចឹងមានប្រយ័ត្នមិនប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធខ្ញុំវាតែជួយចេញទៅដល់ដល់ណាយ